Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, là cơ sở bảo đảm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nhà trường. Chúng tôi xác định kết nạp đảng là một cái quá trình rèn luyện, phấn đấu, khẳng định mình của mỗi cá nhân. Đồng thời thì cái nhiệm vụ của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị là có cái trách nhiệm tạo ra cái môi trường để cho mọi người phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Thì chúng tôi xác định phải tạo nên những cái không gian làm việc, học tập, nghiên cứu, rồi tổ chức ra các cái phong trào, các cái sân chơi, ví dụ như học tập, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng, phong trào đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, vân vân, để cho thầy cô và các em sinh viên thể hiện và khẳng định cái năng lực cũng như là tâm huyết của mình. Từ kết quả thực tiễn này thì chúng tôi sẽ lựa chọn những nhân tố tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Tự Hào là một đơn vị có hơn 14 năm xây dựng phát triển. Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục để từng cấp ủy viên, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Từ đó đã giới thiệu cho đảng những đảng viên trẻ, ưu tú. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ hội để đảng viên Vũ Thị Ngọc Bích phấn đấu và cống hiến trưởng thành hơn dưới cờ đảng. Xin mời chị chia sẻ về câu chuyện của mình. Tôi rất là vinh dự khi mà được Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu để được tham dự cái chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin chia sẻ vắn tắt về cái quá trình, cái câu chuyện của mình. Thì khi còn là sinh viên năm nhất đại học của Trường Học viện Hành chính Quốc gia thì tôi đã tham gia chương trình cán bộ tạo nguồn của tỉnh Bình Dương. Sau khi tốt nghiệp thì Sở Nội vụ đã tạo điều kiện giới thiệu tôi về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, và tới nay thì tôi đã công tác tại trường được 13 năm. Thì ban đầu thì theo sự phân công của nhà trường thì tôi được về công tác tại phòng tổ chức cán bộ. Sau đó thì hiểu được cái nguyện vọng là muốn tham gia giảng dạy của tôi, cho nên là lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện bằng cách là cử đi học cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia, học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh và tham gia các lớp về nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học. Khi mà đã đủ các điều kiện rèn luyện thì tôi đã chuyển công tác về khoa và tham gia giảng dạy, thì đến nay đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Thì trên cái đà phát triển đó thì được sự ủng hộ của đảng bộ và lãnh đạo nhà trường thì tôi được tiếp tục cử đi học nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội. Và khi mà đậu nghiên cứu sinh thì lúc đó thì tôi vinh dự được kết nạp đảng, được đứng vào hàng ngũ đảng viên. Việc trở thành đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo động lực như thế nào để chị có thể phấn đấu đạt được những mục tiêu của mình? Sau khi trở thành đảng viên thì thật sự là bản thân mình nó cũng có sự chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng và hành động. Tại vì là khi mình đã trở thành đảng viên thì cái thứ nhất là mình phải sống gương mẫu hơn và chuẩn mực hơn để làm gương cho sinh viên và làm gương cho quần chúng xung quanh. Rồi khi mà mình trở thành đảng viên thì mình cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với lại nhiều cái kiến thức mới, nhiều cái hoạt động khác nó có yêu cầu cao hơn, thì bản thân mình trong cái quá trình đó cũng học tập, cũng trưởng thành. Cho nên là chính khi mà mình trở thành đảng viên thì cái con đường phía trước của mình nó cũng rõ ràng hơn, và nó giúp cho mình định hướng được cái nhiệm vụ của mình trong thực tiễn và trong cái công tác cụ thể. Thì mình phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với cái cương vị là đảng viên của mình, để mà tham gia vào phục vụ công tác giảng dạy cho sự phát triển của nhà trường, cũng như là đào tạo cái nguồn nhân lực để phục vụ cho tỉnh nhà Bình Dương. Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện như thế nào để chị có thể phấn đấu và trưởng thành hơn dưới cờ đảng? Thì đảng bộ nhà trường và lãnh đạo nhà trường cũng đã có rất nhiều chủ trương và cái hoạt động để mà tạo điều kiện cho sự phát triển của giảng viên trẻ của trường nói chung và trong đó có bản thân tôi nói riêng. Thì đảng bộ nhà trường đã hết sức tạo điều kiện trong cái việc là cử đi học ở các bậc sau đại học. Ngoài ra thì đảng bộ nhà trường cũng đã cử tôi tham gia công tác tại địa phương bằng cái việc là tham gia vào câu lạc bộ lý luận trẻ của tỉnh. Ngoài ra thì còn tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thì cái quá trình này cũng cho phép bản thân tôi đúc rút ra rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ cho cái công tác giảng dạy của mình.
Ngoài ra thì trong cái công tác nói chung tại nhà trường thì đảng bộ cũng tạo điều kiện cho phép tôi và các anh chị khác được tham gia nhiều cái hoạt động nghe báo cáo chuyên đề, rồi tham quan thực tiễn tại các đơn vị, tại địa phương, cũng như là cho phép là hướng dẫn tổ chức các hoạt động cho sinh viên nhằm hướng dẫn các em và định hướng cho các em về cái tư tưởng chính trị ngày càng vững vàng hơn, cũng như là ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái quá trình học tập và rèn luyện phát triển để phục vụ cho tỉnh nhà. Cho nên là bản thân tôi cũng hết sức hiểu biết ơn và hiểu được cái mong đợi, kỳ vọng của đảng bộ trường đối với cá nhân mình. Tôi cũng xin hứa là sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với cái sự tin yêu và những cái năm tháng được ủng hộ, tạo điều kiện vừa qua, để mong rằng sẽ có thể có được những cái thành tựu vững vàng hơn trong tương lai và đóng góp được cái công sức của mình cho sự phát triển chung của nhà trường và tỉnh nhà. Đối với công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên thông qua việc tổ chức những hoạt động thực tiễn. Từ trong các hoạt động thực tiễn đó, nhiều sinh viên tiêu biểu đã vinh dự được kết nạp đảng ngay trong thời gian học tập tại trường. Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi như thế nào để Thanh Trúc có thể phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Trường Đại học Thủ Dầu Một thì luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Do đó thì không chỉ riêng em mà các bạn sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng luôn được trường quan tâm và hỗ trợ để vừa học tập và vừa được rèn luyện. Thì bên cạnh đó, đoàn trường cũng như là các chi đoàn cơ sở cũng luôn đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng để cho sinh viên có thể xây dựng được một nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng. Trường cũng luôn hỗ trợ và quan tâm giúp cho sinh viên tháo gỡ những khúc mắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, cũng như là tổ chức nhiều phong trào hoạt động và tổ chức nhiều cuộc đối thoại để nắm bắt được tình hình trong sinh viên, để từ đó đưa ra những cái hoạt động thiết thực để giúp cho sinh viên vừa rèn luyện được chuyên môn, vừa rèn luyện được đạo đức tốt. Là một đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc đã đề ra cho mình những mục tiêu gì trong tương lai? Dạ, với vai trò là một đảng viên thì trước hết em luôn xác định mình phải kiên định với lý tưởng của mình đã chọn. Thì trước mỗi những hoàn cảnh khó khăn thì đều kiên quyết không dao động, và em cũng tự rèn luyện bản thân thông qua những cái tình hình thực tiễn ở địa phương cũng như là ở môi trường mà em học tập và làm việc. Thì em luôn cố gắng thực hiện tham gia các hoạt động công tác xã hội và cũng như là luôn rèn luyện đạo đức cách mạng của bản thân mình. Thì bên cạnh đó em cũng luôn tuyên truyền những người thân, bạn bè và những người xung quanh em luôn thực hiện chấp hành theo chủ trương đạo đức em luôn tuyên truyền và vận động người thân em luôn chấp hành theo những đường lối chủ trương của đảng và chấp hành theo pháp luật của nhà nước, và nhận thức được cái vị trí của bản thân là người thanh niên trẻ trong tình hình mới, là em luôn tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình phải cố gắng rèn luyện học tập và tích cực sáng tạo hơn nữa để có thể nâng cao được cái trình độ của bản thân thì mới có thể cống hiến cho đất nước xứng đáng là một người đảng viên trẻ. Xin được cảm ơn Thanh Trúc và chúc cho Thanh Trúc sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Thực tiễn công tác phát triển đảng viên ở Trường Đại học Thủ Dầu Một những năm qua cho thấy vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là đảng bộ nhà trường luôn xác định nhất quán. Công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời coi trọng phát huy vai trò của công đoàn trường, hội sinh viên, đoàn thanh niên trong tập hợp rèn luyện, lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Sau khi được kết nạp đảng thì đảng viên tiếp tục rèn luyện phấn đấu với sự dẫn dắt của cấp ủy chi bộ, của đảng viên hướng dẫn, rồi giám sát của tổ chức đoàn thể cũng như là của đảng ủy thông qua các cái hoạt động thực tiễn. Vào đảng rồi thì đảng viên sẽ sinh hoạt trong chi bộ, tham gia hội họp, học tập, qua đó tiếp tục rèn luyện những cái phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên. Rồi không chỉ rèn luyện cho bản thân mình mà đảng viên còn có cái sứ mệnh lan tỏa những cái điều tốt đẹp ra xung quanh mình. Thì đơn cử như hai chi bộ sinh viên, hiện nay chúng tôi có hai chi bộ này có 54 đảng viên, thì tất cả các bạn này đều học giỏi và cận giỏi, tất cả các bạn này đều tham gia hoạt động đoàn hội và các hoạt động phụng sự cộng đồng. Thực tế cho thấy là khi vào đảng thì các em tiến bộ hơn, chuẩn mực hơn, chững chạc hơn. Có thể nói thành công lớn nhất của công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một là đã lựa chọn được những cán bộ, giảng viên, sinh viên thực sự ưu tú, tiêu biểu, qua đó góp phần xây dựng đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đây sẽ là đội ngũ có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.